Chương trình 24 giờ chuyển động. Tuyết Vân và Việt Anh mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Và Tuyết Vân cũng xin chào Việt Anh. Việt Anh xin chào Tuyết Vân. Dạo này Tuyết Vân như thế nào ạ? À? Cảm ơn Việt Anh đã hỏi thăm ạ. À. À, Tuyết Vân thì vẫn ổn và ước gì thì có dịp hai anh em mình cũng sẽ được đi tham quan mấy nơi thú vị như trước ha. Ừ, Việt Anh cũng muốn đi để lấy lại cân bằng. Đúng rồi, Việt Anh ham việc quá mà hay là Việt Anh dẫn Tuyết Vân đến xem nhà của bạn Việt Anh mà hồi đó Việt Anh có giới thiệu với uh, Tuyết Vân một lần á mà nhà của anh đó thì có nội thất toàn là đồ gỗ quý không á. À, nhà đó thì không được rồi. Bạn Việt Anh đã bán nó và đi nước ngoài rồi. Nếu Tuyết Vân muốn xem thì lên mạng xem cũng được. Nhà bạn của Việt Anh thì cũng khá giống những căn nhà đã được đăng trên các trang mạng xã hội. Wow, toàn là đồ gỗ không giống như các trang mạng đã đăng ở Việt Anh. Tuyết Vân biết những căn nhà này người ta rao bán giá khoảng bao nhiêu không? Khoảng 55 tỷ đó, mà những căn nhà này được rao bán hồi năm 2017 kìa. Ồ, nếu mà bán vào thời điểm đó thì đâu còn giá như mà Việt Anh nói nữa đâu ha. À, nhưng mà Tuyết Vân thấy là nội thất ở bên trong của những cái căn nhà đó được tổ chức như thế thì có vẻ khá là chật chội. Ừ, trong nó bức bối lắm. Đó cũng là một lý do bạn của Việt Anh sống một thời gian mới bán căn nhà đó đi. Cậu ấy cũng ham hố nội thất toàn gỗ nên thích ôm đờm đủ thứ vào trong nhà, khiến không còn nhiều không gian trống vâng ạ à, và việt anh này à, nói về rủi mà lỡ cháy một phát thì khó chữa cháy kịp ha việt anh ha à, như căn biệt thự bị cháy ở quảng ninh đó trong nhà toàn là đồ gỗ Ừ, việt anh thấy câu hỏi của tư dân rất là hay và chúng ta sẽ lấy chuyện này làm chủ đề chính trong chương trình của ngày hôm nay luôn đi Vâng, và thưa quý vị, song song đó thì có nhiều thông tin nóng và những câu chuyện thú vị và ý nghĩa cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Sau đây như thường lệ, mời quý vị thính giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Gây ngộ độc tiệm bánh Liên Hoa bị phạt 92 triệu đồng Nóng trên mặt báo, vụ cháy biệt thự ở Quảng Ninh, bài học cho những căn biệt thự có nhiều gỗ Thành phố Hồ Chí Minh mới vào mùa mưa đã ngập Ngày 14 tháng 4, công an huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Thị Hân, sinh năm 1976, ngụ huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội về hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người già, người nhẹ dạ cả tin trên địa bàn xã Đại Cương, huyện Kim Bảng. Vũ Thị Hân làm nghề tiếp thị bán men thông bể phốt di chuyển trên nhiều địa bàn từ Hà Nội đến tỉnh Hà Nam. Sáng ngày 11 tháng 4, đối tượng di chuyển đến địa bàn xã Đại Cương, tự xưng là cán bộ làm chính sách hỗ trợ COVID-19, hỗ trợ nhà tắm, nhà vệ sinh cho các gia đình để kiếm con mồi. Thấy bà Đỗ Thị Thơm, sinh năm 1943, đi lại một mình trên đường. Hân nhanh chóng tiếp cận, tạo niềm tin, Nhẹ dạ tin theo lời đối tượng, bà Thơm đã nộp cho đối tượng 4,9 triệu đồng với hy vọng được nhận tiền hỗ trợ hai suất. Sau khi giao tiền cho Hân, bà Thơm biết mình bị lừa nên đến công an xã Đại Cương để trình báo. Tiếp nhận thông tin, công an xã Đại Cương đã tập trung rà soát, chỉ sau 5 giờ đã bắt giữ được đối tượng. Đây là một trong những hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân cũng cần phải tự nâng cao cảnh giác, đề phòng cao độ để tự bảo vệ mình và người thân trước những nguy cơ lừa đảo. Ngày 13 tháng 4, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính chủ tiệm bánh Liên hòa gây ngộ độc cho hàng loạt người dân, số tiền 92 triệu đồng. Đồng thời buộc cơ sở này đình chỉ hoạt động chế biến kinh doanh cung cấp thực phẩm trong 3 tháng. Theo quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng, bà IN bị xử phạt số tiền 92 triệu đồng với các hành vi thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước, không lưu mẫu thức ăn theo quy định, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản xuất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không đảm bảo vệ sinh, mức phạt 12 triệu đồng, nhập khẩu sản xuất chế biến cung cấp bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, mức phạt 80 triệu đồng. Ngoài ra, bà IN còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như thu hồi và tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc, buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 có tổng cộng 133 bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn bánh mì liên hoa. Trong số này có 109 ca phải đến bệnh viện điều trị, 24 ca điều trị tại nhà. Một thông tin về tình hình cháy nổ, khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4 tại chi nhánh công ty thương mại Thăng Long chuyên sản xuất gỗ giả mây, gạch men, đồ gỗ thuộc cụm công nghiệp Nhân Bình, phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ cháy rất lớn, thiêu rụi nhiều tài sản. Theo người dân sống gần khu vực nhà máy của chi nhánh công ty thương mại Thăng Long, vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội từ bên trong, rồi khói đen bốc lên ngùng ngục kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm trên một diện tích rất lớn, thiêu rụi mọi thứ bên trong và khói đen bốc lên bù mịt. Ông Nguyễn Văn Nhanh, người dân sống tại đây cho biết, ngọn lửa bốc lên nhanh lắm, mọi người phát hiện rồi hô hoáng, mấy công nhân chỉ kịp di chuyển một số đồ đạc bên trong ra bên ngoài, sau đó cả nơi này chìm trong biển lửa. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Quy Nhơn đã huy động hàng chục phương tiện cùng hàng trăm chiến sĩ để tham gia công tác chữa cháy. Đến 13 giờ, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản của công ty bị thiêu rụi. Chuyên mục Nóng trên mặt báo Thú vị như 24 giờ chuyên động đã đưa tin, ngày 12 tháng 4, một căn biệt thự sang trọng tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bốc cháy dữ dội. Đây là ngôi biệt thự trị giá trăm tỷ của một đại gia khá kính tiếng ở Quảng Ninh. Và sau một ngày xảy ra vụ cháy tại căn biệt thự, những hình ảnh ghi nhận được từ hiện trường khiến cho mọi người giật mình vì mức độ thiệt hại. Dù hỏa hoạn xảy ra vào trưa ngày 12 tháng 4, theo thông tin từ lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh, căn biệt thự bị cháy là của gia đình ông Đỗ Xuân Hắc tên Nhất Tắc ở số 233, khu đô thị Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả. Vụ cháy đã khiến bà Trần Thị H, sinh năm 1976, vợ của ông Hắc tự dòng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là chập điện. Đám cháy xuất phát từ gian bếp, sau đó cháy lan sang các khu vực khác. Liên quan đến vụ hỏa hoạn nơi trên, theo thông tin từ báo dân trí, chủ một doanh nghiệp có tiếng ở Cẩm Phả cho biết, toàn bộ nội thất trong biệt thự bị cháy được làm bằng gỗ tốt, gỗ quý, chưa kể các loại đá quý do chủ nhân biệt thự này sưu tầm cùng các đồ đạc có giá trị khác. Ghi nhận tại hiện trường, căn biệt thự giống sang trọng này phía ngoài nham nhở, ám khói đen. Phía bên trong, nhiều tài sản đã bị thiếu rồi. Được biết sáng ngày 13 tháng 4, gia đình nạn nhân phải dùng nhà cũ ở gần đó để lo hậu sự cho nữ chủ nhân xấu số của tòa lâu đài. Việc anh này khi mà chúng ta được nhìn thấy những cái hình ảnh trong đoạn clip của vụ cháy thì chúng ta có thể thấy rõ là lửa cháy như đang đốt một lượng củi khô lớn trong tầng 1. Dễ sơ thề tiếp Vân ạ. Ngọn lửa dữ dội này chắc chắn đốt hết lượng oxy si rất nhanh chóng, khiến khói xông lên làm ngạt thở người trong các phòng còn lại. Và hậu quả thật đau lòng. Vụ cháy này cũng xem như là một lời cảnh báo đến nhiều lâu đài biệt thự đã đang và sẽ theo mốt làm nội thất bằng toàn gỗ, những bộ ghế gỗ khủng, những chiếc bàn bằng gỗ nguyên miếng dày và dài, chưa kể là các loại tủ, giường, đồ trang trí khác cũng bằng gỗ. Tất nhiên là con người biết cách để phòng cháy chữa cháy khi hỏa hoạn xảy ra, nên tự tin làm biệt thự sang trọng, nội thất sử dụng gỗ quý, nhưng mà không phải ai cũng có sự chuẩn bị các kỹ năng để xử lý tai nạn và biệt thự bị cháy ở Quảng Ninh là một ví dụ. Dân kính thưa quý vị thính giả, thiết nghĩ gì lẽ đó mà chúng ta tốt hơn hết là hạn chế, thậm chí là bỏ hẳn xu hướng kiến trúc và phong cách nội thất gỗ. Bởi lẽ ngoài nguy cơ cháy nổ thì khi có một căn biệt thự sử dụng gỗ quý, lẽ đương nhiên là đã có một khu rừng nào đó bị phá. Và cho dù nhập gỗ ở nước ngoài về thì cũng đã làm tổn thương môi trường sống. Bởi thiên nhiên là tài sản chung của nhân loại. Vì vậy, rất mong mọi người hãy sử dụng các sản phẩm nội thất thân thiện với môi trường chống được cháy. Đó là điều mà có người văn minh đang hướng tới. Vâng và để chốt lại câu chuyện này thì chúng tôi xin được gửi một thông điệp cho những ai còn theo xu hướng trên, đó là làm nội thất cho căn biệt thự có nhiều gỗ thì cũng giống như chất củi khô sẵn trong nhà vậy. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Những thông tin về đời sống sau dân sinh sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chiều ngày 13 tháng 4, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mùa mưa năm nay đến sớm hơn những năm trước. Bắt đầu bước vào mùa mưa thì thành phố Hồ Chí Minh cũng bước vào mùa ngập. Cơn mưa đầu mùa đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm bị ngập nước. Mưa dòng xuất hiện vào cuối giờ chiều ngày 13 tháng 4 trên diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy thời gian không kéo dài và lượng mưa ghi nhận không lớn, nhưng cũng đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm quận 1 bị ngập úng nhiều đoạn trên đường Lê Lai, Trương Định, Lê Thánh Tôn, khu vực chợ Bến Thành lên láng nước, nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy, di chuyển khó khăn. Liên tục từ cuối tháng 3 sang đầu tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ xuất hiện nhiều cơn mưa rào trên diện rộng, thậm chí có thời điểm lượng mưa lên đến 90 mm, tương đương các cơn mưa lớn trong mùa mưa. Đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, theo quy luật, mùa mưa tại Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thường rơi vào khoảng từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 5, có năm đến sớm hơn hoặc trễ hơn một vài ngày, còn năm nay, giữa tháng 4, miền Nam đã bước vào mùa mưa. Tuy nhiên, dù mưa đến sớm hay đến muộn, nhưng dự báo tổng lượng mưa năm nay không nhiều và chỉ sắp xỉ trung bình nhiều năm. Thưa quý vị, một con đồi mồi có cân nặng khoảng 3 kg do ngư dân Lê Văn Cư trú tại khu vực 7, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, phát hiện tại đầm Thị Nại. Và mới đây, Chi cục Thủy sản Bình Định đã tiếp nhận một con đồi mồi để thả về môi trường tự nhiên. Đồi mồi là một trong năm loài rùa biển quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng cần được bảo tồn. Sau khi tiến hành bấm thẻ theo dõi, chi cục thủy sản Bình Định đã thả con đồi mồi này tại khu vực biển Bãi Dứa thuộc xã Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn. Chị Nguyễn Thị Ái Trinh, chuyên viên chi cục thủy sản Bình Định nói: Vai trò của người dân đối với cái việc mà bảo tồn rùa biển rất là quan trọng tại vì là khi mà nhận thức của người dân được lên cao rồi á thì 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 khi mà họ phát hiện được rùa biển thì họ báo cho chi cục thì giống như là những cái cánh tay nói dài của chi cục ở địa phương nhỉ thì nhiều lúc là chi cục là không có thể nào là quản lý hết hoặc là nắm bắt thông tin hết thì họ cộng đồng mà được nâng cao nhận thức rồi thì đó là một cái điều rất là tốt mà rất là hiệu quả trong cái công tác bảo tồn rùa biển Nhờ làm tốt công tác bảo vệ rùa biển, nên trong năm 2021 đã có 5 lượt rùa biển bò lên bãi cát tại xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn để sinh sản. Tổ bảo vệ cộng đồng địa phương đã bảo vệ, chăm sóc rồi thả rùa con về biển. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để khám phá giống nhãn xuồng đỏ với ưu điểm vừa trội là quả to tròn, hạt nhỏ, cơm dày và bán được giá cao. Giống nhãn này vừa mới được ông Trần Thanh Thanh cho ra mắt thời gian gần đây và thu hút nhu cầu của thị trường. Vâng ạ, à, không cần là nông sản ngoại nhập với giá thành khá đắt đỏ, các loại cây ăn trái đột biến có chất lượng khác biệt cũng được rất nhiều người tiêu dùng vô cùng ưa thích đấy ạ. À. Ông Trần Thanh Thanh cho biết, giống nhãn xuồng đỏ có nguồn gốc từ cây nhãn xuồng cơm vàng tại địa phương đột biến tạo ra màu đỏ rất lạ. Khi ăn trái thì thấy ngon hơn nhãn xuồng vàng, nên ông quyết định nhân giống và phát triển giống. Ông Trần Thanh Thanh ở xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nói. Đã dễ ra qua dễ đậu trái, à, lúc nó hầu hết cái trái trên cây lúc nào cũng có trái mà vụ chính nó là tháng tháng ba âm lịch là trái sai nhất nên từ chỗ đó nó dễ trồng đề kháng nó mạnh nữa thì thấy trồng qua thì nhiều năm nay thì thấy nó không có bị đồ lân nó còn phát triển mạnh hơn chuồng vàng Do có nguồn gốc từ cây nhãn xuồng cơm vàng địa phương, nên giống nhãn đỏ có đặc tính giống như nhãn xuồng cơm vàng, thịt dày, hột nhỏ, thơm ngon, năng suất cao. Ngoài ra, cây có khả năng tự ra hoa theo mùa mà không cần phải xử lý và kháng được bệnh chổi rồng. Ưu điểm của giống nhãn mới này là màu đỏ nên càng nâng cao giá trị của trái nhãn. Với những ưu thế nổi bật của giống nhãn xuồng đỏ, vào cuối năm 2021, ông Thanh đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng để bảo vệ giống và được Sở Nông nghiệp tỉnh Bến Tre cấp phép. Hiện nay, giá nhãn xuồng đỏ được thương lái thu mua tại vườn có giá dao động từ 45.000 đến 50.000 đồng một kg. Hiện diện tích trồng giống nhãn này chưa nhiều nên số lượng trái không đủ cung cấp cho thị trường, nên ông Thanh đang tích cực cho sản xuất cây giống này để cung cấp cho nhà vườn với giá dự kiến 30.000 đồng một cây. Chuyên mục Đông Tây Chuyển Động Giờ bây giờ là những câu chuyện sự việc gây chú ý xảy ra trên thế giới. Mời Tuyết Vân chia sẻ thông tin thú vị của mình trước nhé. Vâng, cảm ơn Việt Anh. À, trước hết thì Tuyết Vân xin hỏi Việt Anh là Việt Anh có thể dùng đôi bàn tay để bóp vỏ lon bia được hay không? Chuyện gì? Chuyện đó quá nhẹ nhàng. Mà Việt Anh không cần hai tay đâu. Một tay là đủ bóp dẹp vỏ lon bia rồi. Tuyết Vân hỏi như vậy thôi chứ Việt Anh cũng có thể làm được mà. À, vậy thì nếu như không dùng tay mà dùng một bộ phận khác như là xương bả vai thì liệu Việt Anh có làm được hay không ha? Dù này thì Việt Anh chưa làm lần nào bởi lẽ ai mà nghĩ lấy xương bả vai để làm mấy chuyện liên quan đến sức mạnh đâu vâng và đúng là không ai nghĩ đến chuyện đó trừ chàng trai ngay sau đây mời quý vị cùng nghe sở hữu đôi xương bả vai với sức mạnh và độ dẻo dai bất thường đó là những gì mà người dân Cuba nói về chàng trai Castellanos chúng ta hãy cùng nghe về chàng trai Cuba có xương bả vai siêu khỏe này gồng hết sức kẹp đầu dây vào giữa hai xương bả vai chàng trai 22 tuổi có thể kéo chiếc ô tô nặng hơn 1 tấn đi xa 25 mét. Trước đó, anh chàng Castellanos của đảo quốc vùng Caribe đã nghiền 82 lon bia trong vòng 60 giây, chỉ sử dụng xương bả vai. Đây còn là con số vượt qua kỷ lục Guinness cũ là 14 lon. Với khả năng hiếm có này, chàng trai sở hữu chiều cao 1m91, mong muốn có thể sớm viết tên mình vào danh sách kỷ lục Guinness thế giới. Nghe thì thú vị đấy nhưng trò này không dành cho mọi người đâu ạ. À. Vì đối với người bình thường chúng ta thì xương bả vai khá là nhạy cảm trong việc dùng sức mạnh đó. Vì xương bả vai đóng vai trò thiết yếu trong những chuyển động của vai, trong khi vai có phạm vi hoạt động tương đối rộng nên vai rất dễ bị tổn thương. Lúc này, xương bả vai có thể bị ảnh hưởng khi chúng ta đầu nhất khó chịu. Vâng, thế nên quý vị đừng nên thử nhé. Và trò đó thì chỉ dành cho những người có sự tập luyện bài bản có chuyên môn hay nói chung là dị nhân mà thôi. Dị nhân hả Tuy Vân. Người đàn ông mà Việt Anh nhắc đến sau đây thì cũng thuộc dạng đó đấy. Ông Valerian Romanovsky đã dành 3 giờ 28 phút trong đá lạnh để lập kỷ lục thế giới mới. Đó là khả năng siêu phàm mà Valerian đã nỗ lực luyện tập trong nhiều tháng để vượt qua bản thân và lập kỷ lục thế giới. Trước sự chứng kiến của mọi người trên đường phố Wino của Cộng hòa Litva, ông tự ngâm mình trong chiếc hộp thủy tinh lớn đựng đầy đá lạnh, ngập kính cơ thể. Ông chỉ còn lại phần đầu, người bên ngoài sẽ thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của ông bằng nhiệt kế qua tay. Nếu nhiệt độ giảm xuống mức nghiêm trọng, người ta sẽ đưa ông ra khỏi hộp ngay lập tức. Để chinh phục được khoảng thời gian này, ông Valerian Romanovsky đã dành 6 tháng tập luyện chăm chỉ. Liên tục chương trình Cà phê không đường, săn lùng mua thuốc giải độc, thanh lọc phổi có cần thiết. Bắt nghi phạm đâm nhân viên giao hàng để cướp nhẫn kim cương chuyện ngày mới ngân gian tiếng tinh to mã la trong trường học chuyên mục cà phê không đường Thưa quý vị và các bạn, nhiều người sau khi mắc Covid-19 đã săn lùng những loại thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ phục hồi chức năng, giải độc, thanh lọc phổi. Tuy nhiên theo các chuyên gia khuyến cáo, sử dụng thuốc không có chỉ định của bác sĩ có thể lợi bất cập hại. mời quý vị cùng lắng nghe vấn đề quan ngại này qua phóng sự sau đây. Ông Trần Văn Khang tại quận Hà Đông, Hà Nội mắc COVID-19 và khỏi bệnh được một tháng nay. Sau khi khỏi bệnh, vợ chồng ông mua nhiều loại thuốc bổ từ các loại bổ sung canxi tăng đề kháng cho đến các loại thuốc bổ phổi để phòng tránh hậu COVID-19. Ông Trần Văn Khang ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nói: cũng "Chưa thấy biểu hiện cái gì lắm. Ví dụ như là vào phổi và phía cái thứ thì tôi cũng". Muốn nó chỉ ở cái thỉnh thoảng là nó, nó 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 thay đổi khí hậu một chút thì là mình cũng hơi bị ho một chút ví dụ như viêm họng thì các thứ thôi là, là cứ vẫn để để phòng tránh thì là mình vẫn phải 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 có những cái cái cái, cái thuốc gọi là nó nó, nó, nó tăng cái sức đề kháng ấy. sợ nhất là, là 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 cái kiểu như là nó nó, nó, nó lây lan vào phổi ấy thì, thì những cái thuốc ấy thì nói chung là gia đình cũng phải 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 phòng bị nó phải sẵn sàng còn gia đình chị Nguyễn Thu Huệ cũng đang tìm mua các loại thuốc thải độc, thanh lọc phổi sau khi mắc COVID-19. Trên chợ mạng, hàng chục loại thuốc được quảng cáo thanh lọc, giải độc, hỗ trợ phục hồi phổi được bán tràn lan. Loại rẻ nhất có giá từ 100.000 đồng, loại đắt có thể lên tới vài triệu đồng một hộp, nhưng chị vẫn không ngại tốn kém. Chị Nguyễn Thu Huệ ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nói. Vừa rồi nhà mình cũng vừa mới khỏi Covid xong ấy. Thì theo nghe như mọi người nói thì là sau khi bị Covid thì nó sẽ thường ảnh hưởng đến phổi nhiều. Thế cho nên là mình cũng đang tham khảo và tìm kiếm một số những cái thực phẩm để uh, hỗ trợ cho phổi và trên thị trường thì mình thấy có rất là nhiều loại có những sản phẩm lên đến cả gần 2 triệu liền. Mình vẫn đang tham khảo và để mình tìm hiểu thêm các sản phẩm khác nữa. Khảo sát tại một số cửa hàng thuốc, rất nhiều loại thuốc bổ phổi, khi được hỏi về thuốc có chức năng phục hồi thanh lọc phổi, chủ cửa hàng giới thiệu các loại thuốc nhập nhưng cho biết nhiều loại đã hết hàng do lượng mua quá nhiều. Vừa trải qua đợt dịch nặng nề, lo lắng cho sức khỏe, nhiều người dân không tiếc công săn tìm các bài thuốc dân gian, các loại lá củ để xông giải độc, làm mát gan phổi, người có tiền thì không tiếc chi tiền triệu để mua các loại thuốc nội lẫn ngoại nhập. Tuy nhiên, việc bổ sung các loại thuốc thực phẩm chức năng này cần có sự tư vấn của bác sĩ. Theo các chuyên gia, hiện nay tình trạng người bệnh mặc định tình trạng sức yếu sau mắc COVID-19 là triệu chứng hậu COVID-19 là chưa chính xác, bởi không phải ai mắc COVID-19 cũng bị ảnh hưởng đến phổi. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng cho biết. Thì không có một cái thuốc gì, không có một cái loại thực phẩm nào có thể giải quyết được tình trạng sơ phổi cả. Mà mình cần là cần các cái bài tập thở, rồi cần ăn uống nó đủ chất, rồi dần dần có thể ở những người trẻ mà sức đề kháng tốt nó sẽ trở về bình thường thì là người dân là mình cũng nên bình tĩnh đấy nếu cần dùng thì mình chỉ cần dùng một loại thôi mà không nhất thiết là những phải là những cái loại đắt tiền quá cái hộp thuốc mà nếu mà có các cái vị thuốc mà nó theo đông y chẳng hạn nó bổ phổi thực sự ấy, thì nó cũng chỉ độ khoảng một hai trăm nghìn thôi không nhất thiết là phải mua những cái hàng ngoại hay là những cái loại nó vài triệu đồng những triệu chứng ho, tức ngực, khó thở có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Để xác định các triệu chứng sau khi mắc COVID-19 có phải là hậu COVID-19 thì cần được bác sĩ đánh giá và đưa ra phát đồ điều trị. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga Bộ Quốc phòng cho biết. Ví dụ như là mình thấy FPO2 nó cũng không tăng, này, rồi là có tình trạng là nó khó thở, có thể khó khi hít vào, khó khi thở ra, rồi là cái tình trạng mà hụt hơi, đấy hoặc là tình trạng mình đi ra chỗ đông người thì mình cảm giác rất là thiếu oxy nó khó thở thì ngoài những trường hợp kiểm tra mà bộ y tế cũng đã có hướng dẫn ấy, thứ nhất là anh anh là cái bệnh nhân mà chưa tiêm đủ vaccine cái thứ hai là những người mà có bệnh nền hoặc thậm chí có nhiều bệnh nền rồi những người mà người ta dùng phải thuốc ức chế miễn dịch thời gian dài ba là những cái bệnh nhân mà cao tuổi trên 65 tuổi và trường hợp thứ tư là những người mà khi mà người ta bị covid ấy, người ta không phải là mức độ nhẹ không điều trị tại nhà người ta vào viện phải thở oxy thậm chí những trường hợp nặng thì những trường hợp đấy thì kể cả không có các triệu chứng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt bình thường thì cũng nên đi khám covid kéo dài với hậu covid cũng theo chuyên gia y tế, để giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sau khi mắc COVID-19, người bệnh có thể thực hiện các bài tập thở đơn giản cải thiện lưu lượng máu đến phổi, giúp tăng cường chức năng phổi. Bên cạnh đó, thì các bài tập như đi bộ, thể dục nhịp điệu, đạp xe, chống đẩy với cường độ vừa phải cũng rất hữu ích để phục hồi thể lực. Điều này giúp tăng nhịp tim và thúc đẩy lưu lượng máu, giúp chức năng phổi phục hồi nhanh hơn. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình an ninh trật tự đáng chú ý quý vị thính giả, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lương Thành Sang, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1990, cùng ngụ thành phố Cần Thơ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào sáng ngày 5 tháng 3, trong lúc tuần tra, cảnh sát hình sự công an huyện Phong Điền phát hiện Sang và Thuận có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe lại kiểm tra, nhưng các đối tượng rồ ga bỏ chạy về hướng xã Trường Thành, huyện Thới Lai, nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Qua điều tra ban đầu, xác định các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn huyện Phong Điền và các xã giáp ranh của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Mỗi lần trộm, Sang chở Thuận bằng xe máy. Khi gặp mục tiêu thì Thuận sử dụng súng tự chế bắn trộm, rồi dùng băng keo bịt miệng, bỏ vào bao, rồi rời nhanh khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm một xe máy, một súng tự chế bằng gỗ, hai mũi chĩa bằng kim loại có đầu nối điện và bình điện, hai bình xịt hơi cây, bao giải và một số tăng vật có liên quan. Ngày 13 tháng 4, công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Nam Thuận, 18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi cướp tài sản vào ngày 9 tháng 4, Thuận đặt mua vỏ nhẫn trị giá hơn 95,3 triệu đồng bằng hình thức trực tuyến của một công ty vàng bạc đá quý ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hình thức thanh toán là nhận hàng trả tiền ngay từ đầu. Thuận đã nuôi ý định sẽ sát hại người giao hàng để cướp tài sản. Vào ngày 12 tháng 4, anh Nguyễn Trọng Liên, 46 tuổi, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Đức Lợi, 25 tuổi, quê ở Bình Định, giao hàng đến sân banh xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch. Lợi dụng lúc hai shipper không để ý, Thuận đã dùng dao đâm vào cổ của anh Lợi để cướp tài sản. Trong lúc đôi bên chặn co, công an xã Phước Thiền đã có mặt để khống chế Thuận, giao cho công an huyện giải quyết. Vụ trộm tiếp theo xảy ra vào lúc rạng sáng tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Theo đoạn clip được camera an ninh nhà dân ghi lại, thời điểm trên, đối tượng nam mặc đồ đen, đội nón đỏ mang theo hung khí xông thẳng tới trước nhà dân, sau đó đập cửa kính, nhưng do cửa quá chắc khiến ý định của đối tượng bất thành nên tên này nhanh chóng bỏ đi sau đó. Dù là mục đích và động cơ như thế nào thì hành động này không thể nào chấp nhận được. Canh đường vắng và mọi người ngủ chưa dậy, đối tượng đã có hành động bất ngờ, thể hiện sự liều lĩnh. Thông qua vụ việc cảnh báo bà con cần nêu cao cảnh giác. Ngày 13 tháng 4, công an phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra truy xét một đối tượng đột nhập nhà dân trộm nhiều tài sản, đáng chú ý là tài sản bị trộm có cả sữa em bé và tiền cúng thần tài. Theo đó, vào sáng ngày 11 tháng 4, anh V đang ở Hà Tĩnh thì nghe hàng xóm báo tin nhà của anh trên đường D13, khu dân cư Bicosi, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An có dấu hiệu bị trộm. Ngay lập tức anh V từ quê vào Dĩ An kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm xe máy, một tivi, tiền vàng, đồ điện tử. Không chỉ vậy, thùng sữa, ba lô cũng bị lấy, cùng với đó là cả tiền thờ cúng thần tài thổ địa, tổng tài sản trị giá khoảng 80 triệu đồng. Vụ việc sau đó được nạn nhân trình báo công an. Đáng nói sau lần lấy được món đồ, tên trộm chở đi cất rồi vài phút sau quay lại lấy tiếp. Thông tin về giao thông chiếc xe ben chở đất đang lưu thông qua ngã tư bất ngờ xảy ra gia chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy, khiến người này tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra trưa ngày 13 tháng 4 trên đường Liên Thôn thuộc thôn Phú Lợi, xã Phú Riêng, huyện Phú Riêng, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, chiếc xe Ben chở đất mang biển kiểm soát 93C 14467 chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường liên thôn hướng từ tỉnh Đắk Nông đi huyện Phú Riềng. Khi vừa đến ngã tư giao nhau, nhau thuộc thôn Phú Lợi xã Phú Riềng, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 93B1 66172 do bà Phạm Thị Lan 47 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước điều khiển lưu thông từ bên tay trái xe Ben vừa vào ngã tư. Cú va chạm mạnh khiến bà Lan bị ngã văng xuống đường, bị xe Ben cán qua người tử vong tại chỗ chiếc xe máy hư hỏng. Cảnh sát giao thông công an huyện Phú Riềng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyên mục chuyện ngày mới. Trước khi đến với chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay thì Tuyết Vân xin được hỏi việc Anh là có biết đến nhạc cụ Mã La hay không? À, hình như Mã La là loại hình nhạc cụ độc đáo của đồng bào Rắc Lai ở Ninh Thuận, được sử dụng nhiều trong các lễ hội thì phải. Đúng vậy, theo như Tuyết Vân tìm hiểu thì có một thời, bà con vùng cao coi mã la là thứ tài sản quý giá, bởi thế không ít gia đình đánh đổi cả đàn bò chỉ để lấy một bộ mã la. Gần đây thì nhận thức của người rắc lai đã khác nhiều so với trước, nhưng mà vẫn có gia đình còn giữ được những bộ mã la do tổ tiên để lại. Vậy là loại nhà cụ này có nguy cơ bị mai một đúng không Tuyết Vân? Không hẳn là như vậy, hiện nay thì bộ nhạc cụ Mã La đang được nhiều học trò ở các trường học bán trú và nội trú tại Ninh Thuận lưu giữ, tiếp nối từng ngày. Vậy thầy trò nơi đây lưu giữ loại nhạc cụ truyền thống này bằng cách nào? Mời quý vị cùng nghe chuyên mục chuyện ngày mới ngày hôm nay. Sân trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà Thuận Nam, những ngày tháng 4 năm 2022 lại gian lên âm thanh tiếng Mã La quen thuộc. Đối với những ai một lần nghe qua đều ấn tượng, xen lẫn thân quen về loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Rắc Lai khởi nguồn của tiếng tình ton mã là gian trong trường phổ thông dân tộc bản trú trung học cơ sở phước hà bắt đầu từ năm học 2013-2014 khi đó nhiều thầy cô đã nhận thấy nghệ thuật âm nhạc của người rắc lai có nguy cơ đang dần bị mai một đặc biệt là đối với các học sinh nên đã thể hiện quyết tâm trong công tác gìn giữ bảo tồn thầy giáo trưởng dân quân giáo viên tổng phụ trách đội trường phổ thông dân tộc bản trú trung học cơ sở phước hà tỉnh ninh thuận nói cái phong trào đánh mà la này thì nhà trường đã đưa vào cái việc học cho các em từ năm 2013 2014 đến nay. Thì mỗi năm thì các em tự nguyện tham gia, em nào có nhu cầu thích học Mã la thì đăng ký danh sách ở nhà trường là một lớp hoặc là nhiều nhất là 30 em trong một năm. Thì đến thời điểm này thì các em cũng đánh được một số bài tiết tấu của nhạc mà la của dân tộc rất lây và trong quá trình học thì thấy là mấy em rất hứng thú rồi mấy em rất thích về tìm hiểu về văn hóa của mình thì nhà trường cũng luôn luôn lúc nào cũng đào tạo nhờ cái nghệ nhân ở địa phương hoặc là nghệ nhân ở trường quan tâm hướng dẫn mấy em rồi nếu như có phong trào thi thì nhà trường sẽ lập thành một đội đưa cho các em đi thi. Gần 10 năm triển khai đưa nhạc cụ Lã Ma vào các tiết học ngoại khóa, không chỉ tạo nên nét mới trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Rắc Lai, mà còn tạo sân chơi lành mạnh nhằm ngăn chặn các văn hóa độc hại, những hiện tượng tiêu cực lan lội vào trường học. Em Nguyễn Tâu dạng sự như ý, thành viên đội Mã La trường phổ thông dân tộc Bán Trú, trung học cơ sở Phước Hà, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ. Em học cũng gần 2 năm rồi, em cảm thấy cũng vui. Với lại nó cũng biết, với văn hóa của dân tộc mình. Năm 2015, đội Mã La chỉ có khoảng 15 học sinh đăng ký tham gia, đến nay đã phát triển hơn 50 thành viên. Với niềm đam mê năng khiếu cùng quá trình bồi dưỡng, nhiều em trong đội đã trở thành hạt nhân nồng cốt của địa phương tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do các cấp các ngành tổ chức. Hiện trường phổ thông dân tộc bán trú trong học cơ sở Phước Hà có 4 chiếc mã la do quỹ hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian thuộc Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam tại Hà Nội tài trợ. Ngoài trường phổ thông dân tộc bán trú trò cơ sở Phước Hà, thì hiện nay có khoảng 10 trường học bán trú và nội trú ở huyện Bắc Ái cũng đưa nhạc cụ Mã La vào các tiết học ngoại khóa. Nhờ đó tạo sự hứng khởi cho học sinh khi tự chủ động tìm hiểu và học hỏi về văn hóa truyền thống dân tộc rất lai. Việc đưa nhạc cụ Mã La vào trường học, theo Tuyết Vân thì hiệu quả chỉ không dừng lại ở việc ngày càng có đông học sinh biết sử dụng nhạc cụ này, am hiểu văn hóa truyền thống mà còn hung đúc niềm tự hào dân tộc cho các em và để mai đây các em sẽ là thế hệ kế cận bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của cha ông để lại. Và kính thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa giờ rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ Tuyết Vân và Việt Anh xin kính chào và hẹn gặp lại.